bằng ý của người dân chứ không phải là sự chỉ đạo từ một cái cấp ở khác. Chúng ta thấy rõ ràng, chứng minh cho thế giới thấy người Tây Nguyên không có quyền tự trị, bởi vì tất cả cơ quan hành chánh được chỉ đạo từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa chứ không phải là người địa phương ta tự. Đây là điểm then chốt mà chúng ta nói với cộng đồng thế giới rằng là quyền tự trị của người Tây Nguyên bị áp bức. Rõ ràng trong cái sự xảy việc xảy ra, không có một người nào sinh và lớn lên ở xã Ia Kutu hay Ia Thiêu hết. Đó là quyền tự trị. Thành thử kể từ giờ phút này, tôi góp ý với lại anh Nayron, với tất cả quý vị người thường, là chúng ta nên nói rằng là quyền tự trị, cộng đồng thế giới, Liên Hiệp Quốc và nước Mỹ phải quan tâm đến người dân của chúng tôi. Người dân ở Đắk Lắk phải được gần gũi lãnh đạo phục vụ, bởi những người Đắk Lắk thì mới hiểu được cái văn hóa địa phương, mới hiểu được tập quán phong thổ và địa lý. Đưa một cái ông Thanh Hóa, đưa một ông Hải Phòng vô thì làm gì mà biết được cái vấn đề địa phương của chúng tôi. Làm sao quý vị có thể giải thích cho chúng tôi người cộng sản tôn trọng quyền tự trị? Đó là cái điểm mà then chốt về pháp lý, về cả về ngoại giao, chúng ta sẽ thắng. Thì đó là điều mà chúng tôi góp ý một cách chân tình trong lúc này. Chúng ta đừng nhắc gì vấn đề độc lập cho Tây Nguyên, không có lợi cho chúng Đúng, ta. đúng, Đó là đúng, vấn đề đúng. thứ nhất. Chúng ta chỉ nói rằng tất cả những ngôn ngữ Hà Nội biện hộ cho, bao biện cho cái sự tự trị của họ là một sự dối trá. Quý vị thấy những người bị tử thương, chúng ta đem nhân chứng ra, đăng bằng chứng ra. Quý vị cho tôi biết có ông nào trong những người tử thương là người ở Đắk Lắk không? Đó là cái bằng chứng rõ ràng. Đây là một sự xung đột lấn đất dính dân, chiếm hết tất cả những quyền chúng tôi và tước đoạt cái quyền tự do của người dân chúng tôi. Còn cái hành vi bạo lực đó chúng tôi không ủng hộ. Tuy nhiên, chúng ta phải tìm cái nguyên nhân nào xảy ra chuyện đó, và những người nào làm thì người đó chịu. Chúng tôi không muốn nói là mình bỏ bê họ, nhưng mà mình nói người nào làm thì người đó chịu. Còn người dân thì vô can, không có được quyền đụng tới cái quyền dân quyền của họ. Họ không can thiệp, bây giờ tự nhiên bắt 100 người nhốt, đánh đập rồi nhận bừa như vậy, ai mà chấp nhận? Thì chúng ta tạm thời trong hoàn cảnh này, chúng ta vận Đúng động như rồi, vậy. đúng rồi, đúng rồi, Từng đúng nước rồi. một, nếu mà mình có được sự cảm tình của cộng đồng thế giới, của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thì từ đó chúng ta sẽ có những cái bước tiến tốt hơn. Tôi xác định lại, tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ,